Tử vi xem tướng mặt. Về tướng mặt của người xui xẻo ít được hưởng lộc lá bẩm sinh. Cuộc đời tuy làm nhiều nhưng không được hưởng. Rất hoan hỉ chào đón các quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tử vi số mệnh con giáp của chúng tôi. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn vạn sự tốt lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị và các bạn thân mến, ông bà ta thường nói trông mặt mà bắt hình dong. Chính vì vậy mà việc thông qua tướng mạo của một người, ta cũng có thể đoán định được phần nào về tính cách, vận mệnh sướng khổ sang hèn của người đó ở trong tương lai. Và điều này không phải quan niệm về mê tín, mà bởi chính các chuyên gia trong nhân tướng học nổi tiếng trên thế giới cũng phải công nhận rằng tướng là do tâm sinh. Và muốn thấu hiểu được một người nào đó thì chúng ta cần phải nắm được về thuật xem tướng người để nhìn thấu bên trong con người của họ. Chính điều này thường được người xưa áp dụng để lựa chọn bạn đời, hoặc chọn người tri kỷ, hoặc chọn người kết giao hợp tác làm ăn. Vậy bạn có tò mò muốn hiểu về cách xem tướng người chuẩn xác hay không? Hãy để tử vi số mệnh con giáp bật mí cho các bạn về tướng mặt của người xui xẻo rất ít được hưởng lộc một cách bẩm sinh. Cuộc đời tuy là vất vả làm nhiều nhưng không được hưởng. Với mỗi người sinh ra đều có số mệnh riêng của mình, nhưng trong nhân tướng thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Hãy cùng xem ai là một trong những người có tướng mặt phạm vào những tướng bẩm sinh. Thứ nhất, đối với một người có trán ngắn, trong nhân tướng học thì vầng trán nó biểu hiện cho khả năng tư duy và khả năng cạnh tranh của một người. Người có trán ngắn và hẹp, tức là chiều rộng của trán ngắn hẹp, có một cảm giác như bị móp vào. Với vầng trán không chỉ là có tác dụng biểu hiện về vận may bẩm sinh, trí thông minh, mà còn biết được người đó có may mắn giàu sang hay không. Trán ngắn và thấp là một trong những tướng mặt ít được hưởng lộc một cách bẩm sinh. Người này thường là người có năng lực kém, tinh thần cạnh tranh không cao, suy nghĩ hơi thiển cận, dễ tính, sợ khó khăn và vất vả, thường là ham việc nhỏ nên làm mất việc lớn, rất dễ bị tiền bạc rắt mũi. Về việc xem tướng chán thì thấy tướng người này khi về già thì khá cô độc, khó mà được nhờ vào con gái, thường là phải sống xa quê hương, lâu năm tha hương lập nghiệp, bởi vì miếng cơm manh áo, cuộc đời vất vả và lòng đồng. Thứ hai là đối với người có lông mày thường, từ khuôn mặt, hình dáng đến đuôi lông mày có thể phản ánh sự giàu có của một người. Nếu lông mày mà lộn xộn và đuôi lông mày phân tán, tán loạn như là cái chổi, đó là tướng phản phúc, thường là khó thành công. Ở trong nhân tướng học có nói lông mày thưa nhạt thì được xếp vào tướng mày xấu. Với người có tướng lông mày thưa nhạt thường là người thiếu chủ kiến, cá tính trong mọi vấn đề rất kém. Họ rất dễ là một trong những người gió chiều nào thì theo chiều ấy, thích dựa dẫm, thích phụ thuộc vào người khác. Hơn nữa, với đa số người này rất dễ bị hao tài tốn của vì những chuyện vặt vãnh không giữ được tiền. Với đỉnh điểm đó là đến năm 33, 40 tuổi thì rất dễ hao tài tốn của. Tuổi trẻ không có của cải nên thường phải làm lại từ đầu trong con đường sự nghiệp ở tuổi trung niên. Đây là một trong những số vất vả khá lâu. Thứ ba là với người có gò má thấp. Với tướng mạo của người có gò má thấp, nó cho biết là người có trách nhiệm và dũng khí của một người, cũng như là cảm nhận được sự uy nghiêm và khí phách từ họ. Với người có gò má thấp thì khả năng giao tiếp rất kém, rất dễ làm mất lòng người khác và không dễ nhận được sự ủng hộ từ người khác trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Người này cũng có một mục tiêu và ước mơ, nhưng do về bản tính quá nhút nhát, tự ti, thiếu niềm tin vào bản thân nên họ luôn lo sợ gặp thất bại ngay khi bắt đầu. Với người có gò má thấp, thấp hơn mũi thì tiền kiếm được ở bên ngoài có thể giữ được ở trong tay, nhưng do phải dựa vào mưu kế và toan tính để kiếm tiền nên cuối cùng tiền vẫn chảy hết ra ngoài. Thứ tư là người có lỗ mũi quá nhỏ và hẹp. Trong nhân tướng học có nói mũi nó giữ vai trò rất quan trọng, nên khuôn mặt con người dù là tai mắt miệng có hài hòa đẹp đẽ đến bao nhiêu, nhưng mà mũi xấu xí lệch lạc thì khuôn mặt cũng xem như là bị phá cách. Nhung lụa của cải của một người chủ yếu là nằm ở mũi. Mũi phải rộng, nở, tròn, kín thì mới tốt.
người có tướng mũi này có thể nhận được một phần của cải của cha mẹ để lại và làm ăn thuận buồm xuôi gió. Với người có mũi nhỏ hẹp thì con đường công danh của họ cũng hẹp như vậy. Đường làm ăn như đường tình duyên không mấy rộng mở. Họ hay gặp những chuyện không vui và cũng có thể rất dễ bị lừa dối trong chuyện tình cảm. Lỗ mũi quá nhỏ thì không có tài quản lý tài chính, cũng không giỏi đầu tư, chỉ thích cuộc sống bình thường, được đồng nào là xào đồng đó. Thứ năm là người có lỗ mũi to và hếch. Lỗ mũi rất to và hếch lên, lộ ra ngoài thì người như vậy sẽ không biết tiết kiệm. Đây là một người không biết tiết kiệm tiền. Đây là tướng mặt ít lộc bẩm sinh. Lớn lên thì thường gặp cảnh phá tài, hao tốn của cải vì những chuyện không đâu. Với bản thân người này hay tiêu xài phung phí, tuy được gia đình hoặc bạn bè giúp đỡ nhưng cũng không tốt hơn là mấy. Ngoài mũi thì trong nhân tướng học còn luận phúc lộc qua hình dáng tai, cũng sẽ cho bạn biết mình có phải là người có số vất vả, làm ăn khó khăn hay không. Về thứ sáu là với người có cằm quá nhọn. Cằm tròn đầy đặn là một dấu hiệu phú quý vinh hoa. Nếu cằm quá nhọn và quá hếch sẽ không có chỗ để cất giữ tiền, hao tán khắp nơi, khi về già là thiếu thốn về tình cảm và của cái. Người có cằm nhọn thời trẻ thì sức khỏe không tốt, hay ốm đau, tốn tiền đi viện thường xuyên, có thể là phải trải qua sinh tử từ khi còn trẻ. Trong nhân tướng học thì cằm nhọn còn cho thấy với con người có tính cách cầu toàn, thích theo đuổi cái mới và sức khỏe kém, bị rất nhiều bệnh tật tuổi xế chiều. Về phần hai là tướng người phụ nữ khó lấy được chồng tốt. Đây là một trong những người vất vả lận đận không ai bằng. Thứ nhất là với người phụ nữ có mắt quá to. Phụ nữ mà có mắt quá to là vận đào hoa khá vượng. Nếu xinh đẹp thì có khả năng khiến người khác phải mê mẩn ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng lại gặp nhiều thất bại trong chuyện tình duyên. Với người phụ nữ mắt to là một trong những người sống quá tình cảm, luôn khao khát tình yêu một cách lãng mạn, cũng là người ngây thơ. Một khi dấn chân vào tình yêu thì sẵn sàng hy sinh cho người ấy, yêu càng lâu thì càng khó dứt. Cô nàng này luôn luôn muốn sống trong một cảnh mộng tưởng. Chính vì vậy, khi kết hôn, không thể tìm thấy một người đàn ông tốt thực sự yêu thương mình. Lúc chưa cưới thì nghĩ cuộc sống hôn nhân là màu hồng, cưới về rồi mới vỡ lẽ ra là đời không như ta nghĩ. Thứ hai là với người phụ nữ có sống mũi cao, gầy. Với người phụ nữ mà có sống mũi cao, gầy, xét về mặt thẩm mỹ thì khá đẹp, nhưng xét về mặt tính cách thì lại ngược lại. Với người này là người mang ý thức về bản thân mạnh mẽ, lòng tự trọng dâng cao. Họ luôn luôn mong muốn tìm được một người đàn ông có thể là phục tùng mình đến hết đời. Sau khi kết hôn thì bạn luôn yêu cầu chồng làm mọi việc một cách hoàn hảo, nhưng không được đáp ứng. Vì vậy bạn không thể tìm thấy người bạn đời lý tưởng cho chính mình. Bên cạnh đó thì người này là người cũng rất vất vả trong cuộc sống, cả đời phải bôn ba sống ít hạnh phúc. Với sự nghiệp thì khó thành, lại khó tích lũy được tiền của. Về thứ ba là với người phụ nữ có nụ cười hở lợi. Với người phụ nữ mà nụ cười hở lợi là một trong những người sống theo cảm tính, làm việc gì cũng không nói trước, đã khiến cho mọi người không thể hiểu nổi tính cách của người này. Người này là hay tin người, thật thà, lại yếu đuối nên cũng không đề phòng được ai. Nhất là đối với tình cảm thì rất dễ rơi vào lưới tình, yêu đương một cách mù quáng, lận đận về đường tình duyên. Vì họ là con người hướng ngoại và rất phóng khoáng. Nếu người phụ nữ có điệu cười hở lợi mà lợi còn thâm, môi mỏng thì bạn nên đề phòng, bởi vì họ là người không trung thực, thật thà, thật khó để tìm được một người đàn ông tốt đi với mình đến hết cuộc đời. Về thứ tư là với người phụ nữ mà có khóe miệng hướng xuống. Với người phụ nữ có khóe miệng hướng xuống có nghĩa là rủ xuống, là mẫu người hay lo lắng và ưu phiền. Họ luôn sẵn sàng rút lui khi gặp chuyện khó khăn. Vì vậy, hầu hết các mối quan hệ của cô ấy đều không tốt, hay gây phiền nhiễu cho chính mình, yêu đương không đâu vào đâu. Với người có khóe miệng rủ xuống thì rất dễ kết hôn nhiều lần. Vành môi mà mờ nhạt thì là có tình cảm, hôn nhân không thuận lợi. Về thứ năm, với người phụ nữ có lông mày rậm.
với người phụ nữ mà có tướng lông mày rộng là người có tính cách khá cứng rắn, rất háo thắng, tính tình nóng nảy, dễ làm mất lòng người khác, nên đàn ông thường hay tránh xa những người phụ nữ này. Thời trẻ thì tình yêu của cô nàng này chỉ dừng ở mức chớm yêu hoặc yêu đương không đâu lại chia tay. Lấy chồng thì hấp tấp, quản lý chồng khá chặt, khó tính nên hôn nhân hay gặp trục trặc. Về thứ sáu là với người phụ nữ mà mắt nhiều lòng trắng. Để thấu hiểu về bản thân một con người thì bạn nên chú ý đến đôi mắt. Quan sát đôi mắt có thể hiểu được về phần lớn về tính cách, đường tình cảm của một người. Với một cô gái mà mắt nhiều lòng trắng thì là người có tính cách kiêu kỳ, ngạo mạn. Họ coi thường người khác và rất ích kỷ, với một ưu điểm là rất tài giỏi và có ý chí phấn đấu cao. Khi làm việc gì thì phải làm cho đến khi xong việc, nếu không thành công thì có thể làm trái đạo lý. Chính vì vậy mà những người mà có tướng mắt này phải tu tâm dưỡng tính nhiều, nếu không đến tuổi trung niên chắc chắn sẽ dẫn đến sự đại họa hoặc đổ vỡ trong hôn nhân hay là quan hệ tình cảm, thậm chí có thể rơi xuống vực thẳm của sự đau đớn. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.